Tối ngày 25 tháng 6, trong một số nhóm diễn đàn trên mạng Internet có chia sẻ lan truyền thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024. Sau khi tiếp nhận phản ánh về sự việc trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi, đề nghị Bộ Công an hỗ trợ xác minh đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật. Bộ Công an đang tổ chức xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua các biện pháp công tác, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định được chủ tài khoản TikTok, Mò quan đăng tải thông tin về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 là Ngô Minh Quy, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú ứng hòa Hà Nội, là học sinh trường trung học phổ thông Trần Đăng Ninh, ứng hòa. Ngày 26 tháng 6, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an huyện ứng hòa, Công an xã Quảng Phú Cầu mời Ngô Minh Quy và ông Trần Văn Vê là bố của Quy lên tại trụ sở Công an xã Quảng Phú Cầu làm việc. Ngô Minh Quy khai nhận Bản thân một mình quản trị tài khoản TikTok Mộc Quan, ngày 2 tháng 6, quy tình cờ đọc được thông tin về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên kênh TikTok Điểm sáng văn học 2024. Đồng thời, bản thân Quy cũng đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Quy cũng có cảm quan về đề thi trùng với thông tin đăng tải. Vì vậy, Ngô Minh Quy đã tạo dựng video chia sẻ lại nội dung liên quan đến đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 lên tài khoản TikTok của mình để mọi người có thể tham khảo. Ngoài ra, Ngô Bình Quy không có mục đích nào khác không cố ý gây hoang mang dư luận. Sau khi làm việc với cơ quan công an, Ngô Bình Quy đã cam kết tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên tài khoản TikTok bỏ quan, cam kết không tái phạm. Ngày 26 tháng 6, tin từ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cao Thùy Trinh, sinh năm 1995, ngụ tổ dân phố 3, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo công an tỉnh Thanh Hóa năm 2021, Cao Thùy Trinh tham gia môi giới đầu tư mua bán bất động sản nhưng bị thua lỗ, lo sợ gia đình và mọi người phát hiện. Từ tháng 10 năm 2021, Trinh bắt đầu đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các sở ngành tỉnh Thanh Hóa, có khả năng đấu giá quyền sử dụng đất tại các dự án và mua được nhiều lô đất với giá rẻ hơn thị trường để mọi người tin tưởng đưa tiền cho Trinh. Sau đó, Trinh đã nhận tiền của nhiều người để tham gia đấu giá đất nhằm mục đích tạo hình ảnh và uy tín trong lĩnh vực bất động sản, nhưng thực chất là để thực hiện hành vi gian dối, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, Trinh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 74 tỷ đồng của 17 cá nhân dưới hình thức nhận tiền đặt cọc để đấu giá quyền sử dụng đất tại nhiều dự án trên địa bàn tỉnh. Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 4 tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Cao Thủy Trinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, Cao Thủy Trinh liên tục vi phạm nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh. Xét tính chất mức độ phạm tội của bị can là đặc biệt nghiêm trọng, ngày 25 tháng 6 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật. Ngày 26 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Đăng Khoa, 38 tuổi, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Khoa là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch quốc tế Discovery, địa chỉ trụ sở 98 Bế Văn Đàn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Ngày 28 tháng 2 năm 2019, Khoa đại diện công ty có ký với một bị hại trú tỉnh Nghệ An về tổ chức du lịch tại Thái Lan cho 29 người với giá hơn 219 triệu đồng. Mặc dù bị hại đã chuyển hết số tiền ký hợp đồng du lịch cho Khoa, nhưng do công ty gặp khó khăn nên Khoa đã chỉ đạo nhân viên rút hết số tiền chuyển đến 3 tài khoản khác nhau để trả nợ. Vì không có tiền đặt vé máy bay, nên Khoa tiếp tục cho nhân viên viết thư giờ lịch trình do sự cố và hứa hoàn lại toàn bộ số tiền cho bị hại. Đến ngày 29 tháng 3 năm 2020, Khoa tắt máy chặn mọi liên lạc với bị hại và lẩn trốn khỏi công ty. Sau quá trình xác minh ngày 14 tháng 6 năm 2024, đội cảnh sát kinh tế công an quận Thanh Khê đã phát hiện và bắt giữ Khoa khi đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, Khoa thừa nhận hành vi phạm tội của mình.